Chào anh em cần thủ đến với kênh Máy Câu Nhật Bãi nha. Hôm nay ngày 16 tháng 4, mình lên video số 114 ha. Lời đầu là chúc anh em nhiều sức khỏe, vui vẻ và luôn an lành nha. Video thì hôm nay mình lên từ size size nó tầm 1.500 ha, 1.500 cho đến size 15 hoặc hơn 15 nha. Đó. Thì lên con số 1 ha. Đây. Con máy số 1 là con Daiwa Regat 1000 nha, Daiwa Regat S 1000 nè. Máy này của Thái Lan ha. Đó. Hoạt động mượt, máy đổi tay trái phải. Mô bin sống ha. Rồi. Con này cước số 0.25 vào 90m. Đó. Daiwa Long Cát nha. Regat S 1500 ha. Size thực nó 1500 luôn đó anh em. Full carbon nha. Full carbon mã số 1 ha. Mã số 1 mình gửi đến anh em giá 250k bao ship nha. Mã số 1 ha. Rồi. Mã số 2 nha. Mã số 2 lên con Shimano Ultega ha. Đó. Cối bằng kim loại nha, cối kim loại, máy hoạt động mượt. Mô bin sống nha, máy đổi tay trái phải. Rồi, con này về ngoại hình thì đồ bãi nên nó có xước xát ha. Nè, có bị chóc sơn nhẹ này ha. Đây, đó. Máy thì đổi tay trái phải nha, con này hàng của Nhật ha. Shimano Ultega size 2000 ha. Rồi, mã số 2 nha. Mã số 2 gửi đến anh em giá là 650k bao ship ha. 650k bao ship, mã số 2. Rồi, mình lên mã số 3 nha. Mã số 3 là tiếp một con nữa ha. Đây. Con này cũng là Shimano ha, Shimano Ultega XT 1000 nha. Những con này nhìn to lắm anh em. Này, nhìn nó to tương đương 2000 luôn á. Đó. Con lăn còn hoạt động tốt nha. Máy đổi tay trái phải. Tay quay cán gỗ ha. Dòng cao cấp nha. Đó. Hoạt động thì mượt rồi. Đổi tay trái phải ha. Mã số 3. Con này gửi đến anh em giá 700k bao ship nha. 700k bao ship. Mình lên con số 4 nè. Mã số 4. Mã số 4 lên tiếp nha. Đây. Mã số 4 là một con Daiwa Iblem S 1500C nha. Con này mua tại cửa hàng Nhật, còn mới tinh chưa xài ha. Đó. Thì đây anh em. Chỗ này có một hai chấm chày nhẹ này, do là để trên kệ á anh em. Đó. Còn con này hầu như chưa sử dụng nha. Máy made in Japan ha, Daiwa Iblem S 1500. Cước số 0.2 vào 155m, con này size tương đương 2000 nha. Đó, cối nông luôn nha anh em. Cối nông, cối inox ha. Máy còn rất mới nè, đó. Ha, máy hầu như còn mới tinh nha anh em. Rồi, con này mình gửi đến anh em giá là 1.2 triệu bao ship ha, 1.2 triệu bao ship. Mã số 4 nha. Máy đổi tay trái phải, hoạt động mượt, size 2000. Daiwa Iblem S 1500C ha. Giá 1.2 triệu bao ship nha. Mã số 4 ha. Rồi, lên tiếp mã số 5 nha. Mã số 5 mình lên một con Ryobi 1500 SS 1500i nha. Con này size thực của nó là 3000, cước số 3 vào 150m, cước số 4 vào 100m ha. Máy made in Japan nha. Con này thì đây anh em, có chảy xước này anh em. Đó, đây ha. Đó, máy thì con này có xước sát nha, size 3000. Cối bằng inox ha, cối inox, hoạt động rất mượt nha anh em, hoạt động mượt ha. Đó. Mã số 5 mà, con này gửi đến anh em giá 1.4 triệu nha. Giá 1.4 triệu bao ship, mã số 5. Rồi, mình lên mã số 6 ha. Mã số 6 lên một con
Đây nha, mã số 6 lên con tay quay đôi đi. Con này là con Shimano Enos XT 3000, C3000 ha. C3000. Có chạy xước này anh em. Đó, có chạy xước nhẹ nha. Tay quay đôi ha. Tay quay inox đẹp nha. Máy có ABS. Cuộn nhựa còn mới tinh nha. Cối của nó là inox nha, cối inox, tay quay inox. Đó, Shimano 3000 ha. Size thực nó 3000 luôn đó anh em. Rồi. Con này mình mã số 6 ha, mã số 6 gửi đến anh em giá 1,2 triệu nha. Rồi, mình lên tiếp một con nữa ha, mã số 7 nha. Mã số 7 lên một con Biomaster ha, Biomaster 1000, XT1000 này anh em, tay quay đôi ha. Đây con này có bị chóc nhẹ một chút xíu sơn đây ha. Con này mua tại cửa hàng Nhật nha, chưa qua sử dụng anh em. Còn mới tinh nha. Shimano Biomaster ha. Tay quay đôi ha. Đó. Rồi, mã số 7 nha anh em. Mã số 7, con này Biomaster 1000 nha anh em, 1000. Máy còn len keng nha anh em. Rồi, mã số 7, mã số 7 gửi đến anh em giá 1,1 triệu bao ship nha. 1,1 triệu bao ship. Rồi, mình lên mã số 8 ha. Mã số 8 là một con Navi, Shimano Navi GT ha. Size nó 2000. Mua tại cửa hàng Nhật nha. Con này cũng chưa qua sử dụng anh em. Máy Made in Japan nha. Made in Japan, cối inox này. Còn mới tinh ha. Con này thì chưa có chấm chày nào hết. Rồi, con này mình gửi đến anh em giá 1 triệu nha, mã số 8 ha. Rồi, lên tiếp mã số 9 nha. Mã số 9 là con Shimano Enos XT size 3000 luôn ha, tay quay đôi. Cuộn nhựa còn mới tinh nha anh em. Con này thì đây anh em, đây có một vài chấm chày thôi. Để dưới kệ này. Ha, có những cái chấm chày này anh em. Đó, anh em xem kỹ nha. Mã số, con này mã số 9 nha. Cuộn nhựa còn mới tinh hết nha anh em. Tay quay đôi size 3000. Cối inox ha. Shimano Enos luôn. Mã số 9 nha. Mã số 9 gửi đến anh em giá 1,2 triệu luôn ha. Rồi, mình lên số 10 nha. Đây anh em. Số 10 là con Enos XT 2500 Shimano ha. Đó. Có một vài chấm chày nha anh em. Nè, một vài chấm thôi ha. Đó. Anh em xem kỹ nha. Con này là XT 2500 ha. Cước 2.5 và 150m. Mô bin sóng, cối inox khá đẹp á. Mã số 10 nha anh em. Mã số 10 mình gửi đến anh em giá 800k bao ship ha, 800 bao ship. Lên mã số 11 nha. Mã số 11 là một con máy Untega ha, Shimano Untega. Đó, 2500S. Con này cước số 4 là vào 130m. Ồ sao? Con này cước số 4 vào 130m. Mà là mô bin của nó là cối nông luôn anh em. Mô bin sống, cối nông, mô bin inox ha. Đời cao nha. Có cái nút châm dầu đây ha. Đó. Con này có vết chày, có bị chóc cái phần si này nha. Chóc phần si ha. Đó. Rồi anh em xem kỹ nha. Có chày xước nhẹ thôi, không đáng kể đâu. Cối nông ha, đời cao. Rồi. Mã số 11 nha. Mã 11 này mình gửi đến anh em giá là 1,5 triệu bao ship ha, 1,5 triệu bao ship. Rồi, lên mã số 12 ha. Mã số 12 là một con máy full kim loại anh em, con Daiwa EX800 ha. Dòng này cực kỳ châu bò nha.
Nói chung là dòng này là dòng đáng cho anh em sưu tầm chơi ha. Đó, con này 800 nhưng mà size thực nó size 4000 nha. Cước số 4 là 150m đó anh em. Mô bin sống ha, máy đổi tay trái phải, tay quay cán gỗ. Này bằng gỗ luôn ha. Đây, có cốt trợ lực nha anh em, có cốt trợ lực. Máy còn rất mới ha. Đây. Size nó size 4000 ha. Con này đáng cho anh em sưu tầm nha. Con này thì sưu tầm nó với dòng dòng SS cũng sưu tầm, mà dòng này sưu tầm cũng cũng chất luôn nha. Đỉnh của nó mình nghĩ không thua gì SS đâu, đôi khi sợ hơn luôn á. Máy màu bạc rất đẹp nha. Mã số 12 ha. Mã số 12 mình gửi đến anh em giá 1 triệu nha. Còn len ken nha anh em, còn rất là đẹp ha. Rồi, mình lên tiếp mã số 13 nha. Mã 13 mình lên một con Daiwa nha. Đây, con Daiwa Jupiter ha. Con này của Thái Lan nha. Cối bằng inox, mô bin sống ha. Daiwa Jupiter, con này cước số 2 và 150m, size nó size 2000 ha. Máy thì còn hoạt động mượt nha, đổi tay trái phải ha. Mô bin sống nè. Mã số 13 ha. Mã 13 này mình gửi đến anh em giá là 280k bao ship nha. Mã 13 ha. Rồi, lên tiếp mã 14 nha. Mã 14 là một con máy Michel ha. Michel thương hiệu Pháp nha. Size nó tầm 1500 nha anh em. Đó, máy có ABS, hoạt động mượt. Con Michel này là Michel 310X ha. Mã số 14 nha, cối inox, tay quay inox. Đó. Con này thì hoạt động mượt lắm anh em, ratio trên 5 chấm ha. Ratio nó khoảng 5.1, 5.2 á. Đó. Anh em nhìn cái phần lẫy cước ha, to đùng nha. Lẫy cước rất lớn ha. Lẫy cước của nó lớn lắm. Mã số 14 nha. Con này gửi đến anh em giá 450k bao ship ha. 450k bao ship. Rồi mình lên con số 15 nha. Con số 15 này là con Rovic anh em. Một con Rovic ha. Đây anh em, con này tem vàng nha. Rovic hai bạc đạn tem vàng ha. Dòng này cũng hiếm nha. Dòng này dành cho anh em sưu tầm ha. Hoạt động mượt hết nha anh em. Đuôi chuột ha. Đó, có đuôi chuột. Mà Rovic này mấy anh em còn hay gọi nó là con trái chuối á. Rồi, đây ha, bấm nhẹ cái là ra thôi. Con Rovic này đẹp nha anh em. Size nó khoảng 4000 đó. Đó. Bị dính cước quá. Size nó size 4000, ratio nó 4.9 ha. Rovic này là Rovic 530 nha. Đó, đuôi chuột đây ha. Rồi. Mã số 15 ha, con này mình gửi đến anh em giá 1 triệu nha. Mã số 15. Rồi, lên con mã số 16 ha. Mã 16 mình lên con máy ngang tay trái, à tay phải nha. Máy ngang tay phải nha. Đây ha. Đó. Con này Made in Japan nha. Made in Japan. Con này là con Ryobi ha. Cái cước của nó là 0.33 thì vào 100m ha. Con này mình nghĩ chắc tương đương ha. Size tương đương nó 3000 đấy nha. Còn đây là ratio là 6.2 ha, 6.2. Máy còn hoạt động mượt nha.
Ngoại hình thì có chày xước ha, có chày xước nhẹ. Con này mình gửi đến anh em giá 600k bao ship nhá. Mã số 16 ha. Lên mã số 17 anh em. Mã số 17 mình lên một con Daiwa Silverline 4000 ha. Con này mình thay bạc đạn rồi nha. Mất một cái tem bên này ha. Size nó rất là lớn nha, con này size tương đương 12.000 á. Đã thay một cái bạc đạn ha. Đó. Rồi, con này gửi đến anh em giá 700k bao ship nha, 700k bao ship, mã số 16 ha. Rồi, lên mã số 17 nha. Mã số 17 mình lên một con Daiwa GS 5000 ha, Daiwa GS 5000. Con này khá là lớn anh em, cước số 10 và 180m, size nó tương đương 10.000 nha. Hoạt động mượt ha. Daiwa GS 5000 á, cũng máy bãi, con này máy bãi nha. Nên là có chày xước này anh em, có chày xước. Nhưng mà còn hoạt động ok ha. Hoạt động ok, còn đẹp nha. Mã số 17 ha. Con này mình gửi đến anh em giá là 850k bao ship nha, 850k bao ship. Mã số 17 ha. Rồi, lên mã số 18 nha. Mã số 18 mình lên một con Olympic Let Go ha, Olympic Let Go nè, Olympic Let Go V700 nha. Con này V700 ha anh em. Đó. Olympic Let Go V700. Cước số 10 vào 200m ha. Con này nặng của nó là 675g nha. Nặng 675g. Đây anh em. Ngoại hình thì cũng có bị chóc chày xước ha. Ngoại hình con này có chày xước. Đó, máy bãi nha. Ratio con này có 4.4 thôi nha anh em. Rồi, giá nó là 1.2 triệu bao ship ha, 3 bạc đạn nha, 3 bạc đạn. Ngoại hình có chày xước này anh em. Đó, mã số 18 ha, mã số 18, 1.2 triệu bao ship nha. Rồi, lên tiếp mã số 19 ha. Mã số 19 là mình lên một con Daiwa ST 5000 nha, Daiwa ST 5000, Daiwa Sprinter nè, ST 5000 ha. Con này mua tại cửa hàng Nhật nên là chưa qua sử dụng nha anh em. Còn rất mới ha, còn rất mới, có một vài chấm chày đây thôi, 1.2 chấm ha. 2 chấm này mình nghĩ là do để trên kệ á nha. Máy còn len keng nha, chưa vô cước, vô nhợ gì đâu, chưa qua sử dụng đâu ha. Đó, anh em. Đây ha, máy mới tinh nha. Mô bin sống, đổi tay trái phải ha, con này full kim loại anh em. Full kim loại. Mới trên 90% ha, thiếu cái hộp. Rồi, con máy này mã số 19 ha. Mã số 19 này mình gửi đến anh em giá là 1.150k bao ship nhá. 1.150k bao ship ha. Máy gần như mới tinh nha anh em. Thiếu cái hộp thôi. Mã 19 ha. Lên mã 20 nha. Mã 20 là con máy Ryobi RX20 ha. Con này size nó tầm size 8.000 nha. Cước số 7 vào 220m. Máy đổi tay trái phải ha. Đó. Đây nha. Máy đổi tay trái phải. Mã số 21 ha. Full kim loại luôn. Size nó tầm size 8.000 á. Cước số mấy ta? Cước số 7 và 220m ha. Size nó tầm 8.000. Rồi. Cái phần con lăn chỗ này hơi đen nha anh em. Đó, anh em nào chịu khó chà kỹ đi ok luôn. Đó. Rồi, mã số 21 ha. Con này gửi đến anh em giá là 500k bao ship nha. Mã số 21 ha. Rồi, lên mã số 22 nha. Mã số 22 là con Olympic ha. ADC nè, 5000. Con này xài nó là con này là có cái hệ thống xài nó là bạc đạn nha anh em. Rồi.
cước số 6 nó vào 330m ha, cước số 6 vào 330m, ratio 4.1 ha. Mình nghĩ con này size nó tầm 10.000 nha anh em, size nó tầm 10.000, hơn 10.000 đấy, rất là lớn à. Con này cân nặng nha, con này nặng 700g á anh em, đó, size nó hơn 10.000 nha, rất là lớn ha. Rồi, con này mình gửi đến anh em giá là 800k bao ship nha, hoạt động còn rất mượt nha. Mã số 20 ha, mã số 20 nha anh em, 20 mã số 21 chứ, mã số 21 ha, 800k bao ship nha. Rồi mình lên mã số 22 ha, mã số 22 lên con Ryobi GX300 nha. Con này toàn thân nó là kim loại ha, còn cối là carbon ha, con này cối carbon, cước số 5 và 160m, size nó 5.000 chuẩn ha. Đó. Rồi, con lăn còn hoạt động hết nha, size 5.000. Con này mình gửi đến anh em giá 350k bao ship ha, mã số 22 nha. Rồi, lên mã số 23 ha. Lên mã số 23 mình lên con Daiwa nha em, Daiwa. Con này bị mất tem nha, cước số 7 và 190m, con này size 7.000, 7.500 ha. Mất hết tem nha. Đó, rồi, cái này bị bể miếng ha. Đó. Còn cái này thì hôm trước nó bị gãy mất khoảng một phân, mình mài luôn cho sạch rồi ha. Đó. Con này thì hoạt động rất mượt anh em. Con lăn còn hoạt động luôn ha, nhưng mà nó mượt lắm. Đó, máy bãi bị mất tem nhưng mà hoạt động rất mượt ha. Con này size nó 7-8 ngàn đấy nha. Quận cước mình vô cũng đẹp luôn. Mã số 23 ha. Con này 450k bao ship nha. Mã số 23. Rồi lên mã số 24 ha. Mã số 24 mình lên một con Olympic Spark 230 nha. Con này mình thay bạc đạn rồi ha, cũng còn rất mượt nha. Đó. Rồi, mã số 24 ha. Con này size nó tầm 8.000 anh em, mượt. Đó. Máy đổi tay trái phải ha, máy đổi tay trái phải, hoạt động mượt. Xài bạc đạn, hệ thống nó bạc đạn hết nha anh em. Mô bin sống, con này full kim loại luôn ha. Con này giá 450k bao ship nhé. Mã số 24 ha. Rồi, lên mã số 25 nha. Mã số 25 lên một con Taizo ha, Taizo Passion O4 nha. Con này phần màu sơn của nó thì bị bay hết rồi nha anh em, màu sơn bay hết rồi. Full kim loại ha, full kim loại. Con này cước số 6 vào 230m, size nó tương đương 7.000 nha. Size tương đương 7.000. Con này mình cũng thay bạc đạn rồi nha. Thay bạc đạn cho nó êm mượt đấy anh em. Đây ha. Đó. Rồi. Mã số 25 nha. Mã số 25 size 7.000. Con này mình gửi đến anh em giá 350k bao ship nhé. Mã số 25 ha. Rồi mình lên mã số 26 nha. Mã số 26 là con máy có điện này anh em, hoạt động mượt hết nha. Đó. Mã 26 này 180k bao ship nha, size nó tương đương 3.000 đấy, full carbon ha. Mình lên mã số 27 nha. Mã số 27 là một con đam ha, một con máy đam. Đó, con này bị chóc cái tem đây anh em, ratio 5 chấm nha, size nó 2.500 nha. Cước số đúng rồi, size nó cứ 0.3 là vào 0.3 vào 100m ha. Đó. Size nó 2.500 nha. Bị lột cái tem chỗ này này. Ratio nó 5 chấm ha, mô bin sống, máy full kim loại nha. Mã số 27 ha. Con này mình gửi đến anh em giá 430k nha. 430k, cuộn cước Mỹ còn mới tinh ha. Rồi lên mã số 28 nha. Mã số 28 là một con Shimano ha, ML2 nè. Xài hai bạc đạn. Con này ratio là 5.25 nha.
Máy rất mượt ha, đổi tay trái phải, mô bin sóng full kim loại luôn ha. Con này cước số 3 và 130m, cước số 2 và 190m, con này size 2,5 nha. Mà mượt lắm anh em, con này nó mượt lắm. Rồi, mã số 28 ha. Mã số 28 gửi đến anh em giá là 450k bao ship nhé, 28 nha. Mã số 29 ha. Mã số 29 là một con Micon No 302TS ha. Con này của hãng Diamond, Made in Japan nha. Cối là carbon ha. Đuôi chuột nha anh em, đuôi chuột. Con này size thực nó 4000 nha. Ratio là 4.8 ha. Cước số 4 là 150m. Size thực nó 4000 ha. Máy đổi tay trái phải 3 chế độ nha. Đây ha. Chế độ này, 1 này. Rồi, chế độ thứ 2 là tắt tiếng kêu ha. Còn chế độ 3 có tiếng kêu nhẹ này. Rồi. Mã số 29 nha. Mã số 29 này mình gửi đến anh em giá là 430k bao ship nha. Rồi, lên mã số 30 nha. Mã số 30 là một con máy Zepco nha, Made in Japan. Zepco này thương hiệu của Mỹ ha. Máy đuôi chuột nha, nhìn hầm hố cái này anh em mua sưu tầm được ha. Đó, con này cước số 1984 ấy anh em. Đó, size nó size 2,5 ha, size 2,5. Hoạt động rất mượt nha, sản xuất năm 1984. Full toàn thân nó là bằng biết bằng cái gì, kim loại sao anh em. Cối thì carbon ha, con lăn còn hoạt động hết nha. Đó, máy nhìn hầm hố lắm nha. Mã số 30, con này gửi đến anh em giá là 350k bao ship ha, 350k bao ship. Rồi, cái hàng mà size lớn còn nhiều nha anh em, size lớn còn nhiều ha. Đây ha, cặp này thì về trưng sưu tầm được nè, còn size lớn còn quá trời nha. Mà mình lên 30 mã thôi ha. Anh em có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại hoặc Zalo mình nha. 0918720629 ha. Cảm ơn anh em theo dõi kênh nha. Cảm ơn anh em ủng hộ shop mình ha. Rồi mình chào anh em nha.